Thưa Thầy, ngày nào trong năm thì nên rút chân nhang trên bàn thờ? Thưa Phật tử, ngày nào trong năm thì nên rút chân nhang ạ? Ở đây ai Phật tử miền Bắc đâu đưa tay lên Minh Thiền coi coi số lượng mình được bao nhiêu vị. À, theo cái quan niệm của miền Bắc là mình phải để cái chân nhang suốt một năm luôn, đúng không? Phải không? Thưa thế này nha, có rất nhiều cái gia đình Phật tử bị cháy nhà là bởi vì không rút chân nhang. Để chân nhang quá nhiều, có nhiều nhà mình vô mình thấy cả bó chân nhang như thế này, không rút trên bàn thờ, không có quét bụi luôn. Mình hỏi tại sao thì nói rằng tại cái văn hóa của miền Bắc chúng con là để tới cuối năm rồi mới rút một lần, sợ rút là bị phạm tội gì đó. Thưa, để như vậy thì rất là nguy hiểm. Mình cắm nhang lên đó, cái bó nhang nó nhiều, cái nhang kia nó cháy xuống, nó cháy hết cả cái chân nhang, cháy bàn thờ, cháy nhà đấy. Là Phật tử rồi thì 5 ngày, 7 ngày hoặc là hằng ngày rút chân nhang, quét dọn bàn thờ cho sạch. Có những người họ quan niệm rằng rút chân nhang là phạm, quét dọn bàn thờ là động, là phạm, cho nên họ không dám, họ để bụi bẩn đầy hết. Nên thưa, trong một ngôi nhà thì cái bàn thờ là linh hồn, trong một ngôi nhà thì bàn thờ là trái tim. Như vậy thì bàn thờ lúc nào cũng đầy đủ hoa quả, lúc nào cũng phải sạch sẽ, hương khói lúc nào cũng phải có. Là Phật tử, nếu như sáng thắp hương, trưa thắp hương, tối thắp hương, sáng lễ Phật, trưa lễ Phật, tối lễ Phật, thì cứ 2 ngày 3 ngày mình rút chân hương một lần. Nhưng hằng ngày là mỗi buổi sáng phải quét dọn bàn Phật trước, phải quét dọn bàn Phật, thay nước, thay bông, chân hoa, chân quả lên cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Đừng có để chân hương theo quan niệm là cuối năm mới được rút, nó dơ lắm, bụi bẩn lắm. Có nhiều Phật tử thắp cây hương mà cây hương nó không có rụng cái tàn, nó cứ uốn cong như thế này nè, mà để vô đầy đó, bụi bẩn lắm. Dọn dẹp cho sạch sẽ. Trên bàn thờ mà không sạch thì tâm hồn mình cũng không sạch. Trên bàn thờ mà dơ thì khuôn mặt mình đen tối. Các vị để ý đi, cái này không phải mê tín đâu nghe, mà ai chửi mê tín cũng được. Vô trong cái nhà mà thấy trên bàn thờ nó âm u, nó không có ngọn đèn, thấy bàn thờ nó bụi bặm không, các vị nhìn thử những khuôn mặt của những người trong nhà đó coi, không có ai sáng, không có ai tươi hết đó. Lúc nào cũng héo, lúc nào cũng đen thui, lúc nào cũng khô queo. Phật tử mình ở đây là nhờ thường xuyên dọn dẹp cho nên mặt ai cũng tươi rối. Ở đây có câu hỏi tiếp theo, Thiền xin đọc và trả lời là: Mô Phật, Thầy cho con hỏi, gia đình con mới mở cửa hàng bán tạp hóa, con thấy xung quanh tới ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng, người ta đều cúng cho chư vị ăn. Có nhiều người thì khuyên con nên cúng vì họ cho là các vị khuất mặt phù hộ cho mình làm ăn. Cũng có nhiều người thì khuyên con đừng cúng vì cho là vô ích, hoặc cho là lỡ một ngày quên cúng thì bị những người mất bắt tội. Thầy cho con biết con nên cúng hay không nên cúng, con cảm ơn Thầy. Ở đây có ai bán tạp hóa không? Có ai mở shop bán quần áo, bán giày dép đồ không? Ai làm công ty không? Thì theo cái quan niệm của nhân gian thì dù là Phật tử hay không là Phật tử, hễ có một cửa hàng dù lớn hay nhỏ thì cứ vào ngày mùng 2 và 16 thì đều dọn một cái mâm ở phía trước để cúng, đúng không ạ? Dọn để cúng. Và người ta tâm niệm rằng cúng để cho các vị khúc mặt khúc mài, cho chư vị âm binh cô hồn ở đó họ ăn, họ đừng có phá, cho họ ăn để rồi họ ủng hộ cho mình mua mai bán đắt. Thì có một Phật tử mới hỏi là xung quanh con thì mọi người cúng, nhưng con thì chưa cúng. Có người thì khuyên con nên cúng,
vì nghĩ rằng người chết sẽ ủng hộ cho mình làm ăn. Còn có người thì họ không tin, họ nói rằng cho là việc vô ích. Và nếu như một ngày nào đó mà mình quên cúng vào cái ngày mùng 2 và 16 này thì người chết sẽ bắt tội mình. Xin thưa thế này, họ không bắt tội mình đâu. Và vấn đề á, mình cúng họ có ăn hay không ăn thì là việc của họ. Nhưng tâm thành mình cứ cúng. Nhưng thầy khuyên Phật tử cúng đừng nghĩ rằng cúng để các vị ăn, các vị đừng có phá. Cúng để các vị ăn, để các vị ủng hộ cho tôi làm ăn. Mang tâm niệm đó để mà cúng thì vì ích kỷ của bản thân mà cúng. Thầy khuyên Phật tử nếu như vào ngày mùng 2 và 16 hàng tháng để cúng đó, thì mang tâm niệm rằng con trải lòng vì thương các vị. Con không có đủ con mắt trí tuệ, đủ sáng suốt để nhìn thấy được các vị đang đối khổ như thế nào. Nhưng đây là phẩm vật con dâng bằng tấm lòng thành. Mong các vị được no lòng ấm dạ, mong các vị thọ hưởng để được siêu thoát. Như vậy thì chúng ta mang tâm từ vì tình thương nghĩ đến những người khuất mặt khuất mài mà cúng, chứ không phải vì lợi ích, vì sự ích kỷ của bản thân mà cúng. Và khi cúng dọn một mâm ra, nếu là Phật tử thì dọn một mâm đồ chay. Minh Thiền thường thấy người ta dọn con gà cúng, mà cúng không biết các vị đó ăn hay không, nhưng mà thấy chút người nhà là đem vô là chặt bọp 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 rồi ngồi xé quất mấy lon bia nữa ngon lành. Vậy thì thế này, mình dọn một mâm đồ ra, mình thắp ba cái hương, mình đứng thành kính, mình khấn vái Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 hoặc là ngày 16, ngày tháng năm, con tên là gì đó, pháp danh bao nhiêu tuổi, ở tại địa chỉ này, xin thành tâm thiết lễ hương hoa trà quả dâng cúng cho chư vị khuất mặt khuất mài ở tại nơi đây và xung quanh nơi đây. Mong chư vị về thọ hưởng, nguyện chư vị được no lòng ấm dạ, nguyện chư vị được siêu thoát khỏi cõi khổ đau, tái sanh về thế giới an lành của mười phương chư Phật. Nguyện như vậy là đủ. Đừng có nguyện đây là cái mâm tôi cúng, các vị ăn, các vị đừng có phá phách tôi. Người ta có phá mình đâu mà mình nói người ta phá mình. Đây là cái mâm tôi cúng cho các vị ăn, các vị ăn thì các vị phải ủng hộ cho tôi mua mai bán đắt. Như vậy thì mình cúng là bắt người ta làm việc cho mình, ích kỷ vì bản thân, nên đừng làm chuyện đó nha. Như vậy thì Phật tử cúng cũng được, không cúng cũng được. Nếu cúng thì thành tâm, nếu cúng thì trải lòng từ bi, từ bi mà cúng. Nói nhỏ nhỏ thì khuyên, nếu mua bán thì cứ nên cúng đi, tốt, không sao cả. À, nói cái chuyện cúng cúng con gà mình mới nhớ này. Cái năm mà mình còn làm chú tiểu ở chùa đó, thì ở dưới cái suối Lộ Ồ có một cái nhà, anh đó không phải là Phật tử, nhưng mà ba anh mất. Trước khi ông mất á, thì ông mới trăn trối với người con trai thế này: tao á, khi còn sống rất thích ăn cháo gà, mai mốt mà tao chết đó, những ngày cúng tao, những ngày giỗ tao á, thì mày cứ nấu cháo gà cúng là được. Ông ba thì ông nói ông con nghe làm theo y chang vậy đó. Cái đám đó không phải là mình lãnh vì mình còn là chú tiểu, mà cái đám đó là sư phụ lãnh. Nhưng mà đi cúng thất hàng tuần đó là sư phụ sai cho Minh Thiện đi. Vì sư phụ muốn là con phải tập cúng để cho biết. Thế là sư phụ chỉ cúng sao thì mình cúng y như vậy. Sư phụ nói sao mỗi một cái bài kinh á, hoặc ngắn hoặc dài, thì con gõ một tiếng chuông cho người ta lại. Cứ tụng hết bài là gõ. Nhưng thưa đại chúng, mình xuống mình cúng, mình bước chân vô nhà mình thấy nó dọn nguyên con gà trên bàn thờ, dọn thêm ba chén cháo nữa. Mà khổ một nỗi, bữa đó chiều mình đi cúng là mình chưa ăn cơm. Mình vô mình thấy con gà là mình kêu chết tôi rồi, là bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Thế là mình cứ nhắm mắt mình tụng, mà lâu lâu cứ hí mắt ra nhìn con gà cái là nó chảy nước miếng cái gõ chuông.
Tôi không cần biết hết bài kinh hay giữa bài kinh, tôi gõ chuông liên tục. Thì mình gõ chuông là ở dưới kia nó lại cái mình ngưng để mình nuốt nước miếng, mà nó cứ liên tục. Xin thưa, sau đó, sau cái buổi lễ cúng đó, mình mới thấy bất bình cho mình quá. Mình đi cúng nó đâu có cho mình được cái đùi, cái mình, cái bao câu con gà gì đâu. Cúng xong rồi mình xách cái đãi mình đi về không mời ly nước uống à. Cái mình mới nói là anh ơi, mai mốt mà tới thất cúng á, anh cúng đồ chay thôi, anh đừng có cúng con gà, anh giết gà anh cúng tội lắm. Cái ảnh mới nói lại dạ không thầy, ba con hồi đó ổng sống thích ăn cháo gà, mà khi ổng bệnh trước khi ổng chết ổng cũng dặn con như vậy đó, cho nên bây giờ con phải làm theo, chứ không làm theo ổng về ổng đè ổng bóp cổ con chết. Mình mới nghĩ là ổng chưa bóp cổ anh chết nhưng mà tôi thèm tôi chết đó. Nhưng rồi bảy thất đi qua, bảy con gà được dọn lên thưa các vị. Mình mong nó, mỗi khi mình cúng xong mình mong nó nói thầy ở lại ăn với con chén cháo, không bao giờ mời. Rồi cúng xong ngậm ngùi đi về. Thưa mai mốt mà các vị là Phật tử cúng thất cúng từng, có dĩa rau dọn lên hoặc có tô canh dọn lên được rồi. Chính bản thân của những người Phật tử bây giờ tổ chức một cái lễ cúng cho ông bà, cho cha mẹ, không dám làm chay. Vì chính bản thân của những người Phật tử mà hiểu chưa sâu thì nghĩ rằng hồi đó ba mẹ mình không có đi chùa, không phải là Phật tử, không ăn chay ngày nào hết, bây giờ mình cúng chay rồi người ta có ăn được không? Nếu nghĩ như vậy thì mình hiểu chưa tới đạo Phật. Cái cúng đó nó không quan trọng, mà cái tâm thành của mình mới quan trọng. Rồi có nhiều nhà, nhiều gia đình đó, anh thì đi chùa nhưng em thì không đi chùa. Rồi khi cúng dỗ cha dỗ mẹ đó, chỉ vì chuyện chay mặn mà không nhìn mặt nhau, rồi chửi bới đủ thứ chuyện ấy. Thưa, nói thì nói như vậy nhưng chung quy thế này, cái cúng kính là thể hiện tâm thành. Cái quan trọng hơn hết là giữ được tình cảm, giữ được tình huyết thống, giữ được tình anh em. Cái đó nó quan trọng, chứ không phải cái thực phẩm dâng lên cúng nó quan trọng. Nhớ như vậy. Thầy Minh Thiền cho con hỏi tại sao cứ cách vài năm, có khi 2-3 năm, có khi 5-6 năm thì trong gia đình bên nội hoặc bên ngoại con lại có người mất. Thầy chỉ cho con vậy là do nghiệp gì hả thầy? Vậy chứ có ai sống hoài đâu mà không mất. Phải chi nói là dạ thưa thầy, cách 10 ngày, 5 ngày, cách 1 tháng, 2 tháng là trong gia đình con có người mất á, thì cái này nó đáng sợ. Chứ cái này cách 2 năm, 3 năm, có khi 5, 6 năm thì ai lớn tuổi, ai già mà không chết, ai bệnh đau mà không chết. Có gia đình nào mà bên nội bên ngoại mà trong vòng 5, 6 năm không có người mất đâu. Cái này là Phật tử nghĩ rằng chắc là có chuyện người thân trong gia đình mất rồi về kéo hồn bắt người thân trong nhà đi theo chung cho vui. Thưa không có đâu nha, đừng nghĩ như vậy. Và xin thưa cũng không có cái chuyện trùng tang ở đây đâu. Vì khoảng cách này nó quá xa, cả bên nội bên ngoại mấy trăm người mà 5-6 năm mới có người mất, đó là phước lành lắm rồi. Có những gia đình 1 năm 2 năm là có người mất đó thì sao. Cho nên cái này không có sao cả. Còn nghiệp gì hả? Thì cái nghiệp này là cái nghiệp nín thở là chết thôi, chứ không biết sao hết. Thưa thầy, tôi ở miền Trung xa xôi đầy nắng gió. Cũng có văn thơ quá nè. Có điều muốn hỏi mong thầy trả lời, xin cảm ơn thầy. Số là chồng tôi mất đến nay đã 6 năm. Lâu lâu tôi lại thấy ông ấy hiện về. Nhiều lần như vậy nên tôi có kể cho hàng xóm nghe. Có người bảo là ổng chưa siêu, có người thì nói ổng còn lưu liếng, có người thì xúi tôi nên xin ổng số đề. Tôi cũng làm theo nhưng lâu thật lâu mới thấy ổng cho số. Và có khi trúng khi trật. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để ổng về cho số trúng liên tục? Xin thầy chỉ cho.
Tôi nghe nói trong chùa có kinh tụng cầu hồn người chết. Xin Thầy cho tôi một quyển và chỉ cách dùm tôi. Cảm ơn Thầy. Ở đây có ai xin số đề không? Câu hỏi 2. Minh Thiền mà biết cái quyển kinh nào mà tụng cầu hồn mà xin số được thì bữa nay tôi giàu rồi. Chứ đâu có lận đận như vậy. Cái cô này chồng chết 6 năm, lâu lâu thì thấy ông hiện về trong mơ, lại có khi xin số chắc cũng trúng được. Trúng số được. Rồi bây giờ mới hỏi là trong chùa có quyển kinh nào để tụng kinh cầu hồn để ông về ông cho số liên tục á, để trúng liên tục. Như vậy là cái cô này cổ thông minh, cổ không đầu tư nhưng cổ muốn thu lợi. Làm thì không làm nhưng muốn thu lợi nhuận cao nè. Cái bà này ngày xưa lúc còn nhỏ bà đi coi bói, là thầy bói phán cho bà là sau này con là người rất là giỏi về toán, cho nên hàng ngày cứ ghi số. Thưa đại chúng, á hẳn đây không phải là một người Phật tử, cho nên họ mới hỏi câu hỏi này. Nhưng xin thưa, mình cũng xin cảm thông với những điều mà người ta chưa biết về đạo Phật. Thầy cũng trả lời là trong chùa không hề có quyển kinh cầu hồn, cũng không hề có cái cách nào để chỉ dạy để cho chúng ta cầu xin người mất, để người mất về cho ta số cả. Tất cả những việc làm đó là những việc làm ích kỷ, và đôi khi nó trái với đạo đức làm người. Tại sao chúng ta không cầu người chết về để mong họ thức tỉnh, họ tu tập, để cầu họ về để họ nghe được những lời kinh, nghe được những tiếng pháp cho họ tu, mà chúng ta lại cầu họ về để họ cho chúng ta cái này, làm chúng ta cái kia? Tất cả mọi thứ đều ích kỷ của bản thân và vì lòng tham vô tận thôi. Vậy thì việc này là việc không nên. Thầy cũng thưa với đại chúng, thông qua những cái câu hỏi này, chúng ta có được một số kiến thức cho chúng ta để chúng ta cố gắng ứng dụng, hoặc cho bản thân mình, hoặc chúng ta đem nó truyền trao chỉ dạy cho những người cùng sống chung trong cái môi trường với mình hoặc xung quanh mình. Nên nhớ rằng người Phật tử dù bất kỳ ở đâu thì bản thân cũng phải sống tốt, sống phù hợp với đạo đức làm người, sống đúng với giới luật của một người Phật tử, và chí ít là đem lại được niềm vui và sự an lạc cho những người cùng chung sống. Là người Phật tử tuyệt đối chúng ta nói không với những điều mê tín. Là người Phật tử thì tuyệt đối nói không với những chuyện làm khổ đau cho người khác. Là người Phật tử thì chúng ta lúc nào cũng đề cao tinh thần giác ngộ, tinh thần giải thoát bằng những việc, bằng những cái mà bản thân chúng ta tạo được trong lời nói, trong hành động của chính mình, để đem lại an lạc phước lành cho mình và an lạc phước lành cho những người cùng chung sống. Hôm nay là đạo tràng ở nhà, sẵn đây Minh Thiền tâm tình đôi điều, bởi vì có một số Phật tử thương quan tâm. Phật tử nói rằng tụi con thấy Thầy đi giảng ở những nơi xa xôi, rồi Thầy di chuyển như vậy là bằng phương tiện gì? Nên thưa, nhờ cái phước của sư cụ, Minh Thiền hưởng ké được chiếc xe cọc cạch ở chùa. Rồi đi giảng thì có khi nhờ quý thầy chạy phụ, có khi thì tự mình chạy. Hễ đói thì ghé chỗ nào có quán chay thì mua đồ, ghé vào đó mua đồ ăn, hoặc là cơm chay hoặc hủ tiếu chay. Còn nếu như mà không thấy quán chay thì có khoai lang hay bắp họ bán trên đường thì mình ghé mình mua. Không sao cả, không thấy cực, không thấy khổ. Nhưng có một lần có câu chuyện nó vui thế này. Đi từ đây mà đi về dưới Cà Mau đó, tới cái đoạn Tiền Giang thì có bán rất nhiều quán hủ tiếu chay nhưng mà mình chưa đói. Nhưng mà qua Tiền Giang thì bắt đầu đói, mà tìm quán hủ tiếu chay tìm không có, mà phải đi tuốt xuống dưới Bạc Liêu mới có quán.
Có một lần đói quá cái mắt nó bị mờ, mình lủi thẳng vô cái quán đó. Cái ông thầy đi theo, ông kêu thầy thầy sao thầy chạy vô đây, kêu đói bụng rồi mình vô mình ăn. Ông thầy, thầy cái quán này quán mặn. Mình kêu mặn đâu mặn, nó ghi phở chay. Nhưng mà thực tế thì cái quán đó là cái quán phở tái. Nhưng mình đói quá mình đọc sao thành phở chay mất. Cái mình lủi vô ông thầy kêu phở tái chứ không phải phở chay, lật đật lui xe chạy ra. Tức là chúng có những chuyến đi nó rất là vui, nó xa xôi về khoảng cách địa lý, nó có thể mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần không bao giờ nản. Cái điều duy nhất để Minh Thiền đi đến nơi này nơi khác chia sẻ là Minh Thiền nghĩ rằng đây là cơ hội để mình đền ơn Phật tử, đây là cơ hội để mình tự thấy mình không vô dụng, có việc làm để thấy mình không vô dụng. Chứ còn không ăn ở chùa Phật tử cứ cơm dân nước rót rồi mai mốt mập thay như cái năm Kỷ Hợi này thì chết. Cho nên đi để thấy mình không vô dụng, đi để thấy mình có chút xíu gì đó lợi ích dù nhỏ nhất, để đền ơn Tam Bảo, để đền ơn cho Thầy, để đền ơn cho chúng sinh. Và hôm nay thì như lời hứa, nếu như những ngày mà ở chùa có mặt với đại chúng sám hối thì Minh Thiền sẽ trả lời câu hỏi. Có một số câu hỏi của Phật tử Quảng Tịnh ở tại Đạo Tràng cùng với một số Phật tử từ các nơi gửi về, hôm nay mượn cái buổi sám hối này chia sẻ với đại chúng cũng như để trả lời những câu hỏi của Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính mong Thầy từ bi quan hỷ giảng giải cho con những điều thắc mắc sau đây. Một, con đang tu học theo pháp môn tịnh độ. Con thường xuyên niệm Phật, nhưng con cũng thích tụng kinh, đọc để hiểu những lời Phật dạy. Những câu kinh, những bài sám sao vi diệu và thâm thí hay vô cùng. Nếu như vậy, có phải là con tu tạp không? Tại sao gọi là tu tạp? Đọc để hiểu những lời Phật dạy sao gọi là tu tạp? Có thầy dạy con là con thích tụng đọc kinh mà tâm mình an là được rồi. Thưa, ở trong một cái lá thư này Phật tử hỏi tới ba câu. Bây giờ mình đi từ câu thứ nhất. Một Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ, thường xuyên niệm Phật nhưng lại thích tụng kinh. Và rồi Phật tử này nghe có một số thầy giảng, nếu như tu tịnh độ niệm Phật mà còn tụng kinh, mà còn trì chú, thì tức là tu tạp, không có chuyên nhất. Thưa với các vị, theo quan điểm cá nhân Minh Thiền, tụng kinh, niệm Phật hay trì chú, nếu là những lời dạy của Đức Phật, khi chúng ta đọc, tụng và niệm thải đều là đang tu, không hề có chuyện tu tạp. Đọc kinh là tu tạp thì niệm Phật cũng sẽ là tu tạp. Niệm Phật là tu tạp thì trì chú cũng sẽ là tu tạp. Thưa với các vị, lời Phật dạy có hàng ngàn bài pháp để lại cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi nhiều lời Phật dạy để mình biết ứng dụng trong đời sống tu tập. Đọc nhiều lời Phật chừng nào đó thì tốt nhiều chừng ấy, chứ không hề có tạp ở trong này. Có một số vị dạy Phật tử rằng niệm Phật thì chỉ biết niệm Phật thôi, không được trì chú, không được tụng kinh. Xin thưa, mình không dám khẳng định đây là cách dạy sai, nhưng theo bản thân của Minh Thiền, niệm Phật rất tốt, tụng kinh rất tốt, trì chú rất tốt. Người Phật tử tại gia khó lòng có thể giữ câu niệm Phật từ sáng cho đến chiều tối, bởi người Phật tử tại gia còn nhiều việc để làm. Mà còn nhiều việc để làm tức là còn nhiều điều để nghĩ, còn nhiều thứ để lo. Như vậy thì làm sao trong việc làm
trong cái nghĩ của mình đó, mình đừng để cho thân khẩu ý tạo tác ác nghiệp, đừng để thân khẩu ý sai phạm giới lực của một người Phật tử, đừng để thân khẩu ý phạm phải những điều đạo đức làm người. Thưa với các vị, đó là ta đang tu trong công việc, không hề tu tạp. Như vậy thì bên cạnh cái niệm Phật được khoảng thời gian nào đó mà mình quy định cho mỗi ngày, chẳng hạn như buổi sáng chúng ta dậy sớm, chúng ta quy định cho mình một thời khóa, đó là lên lại Phật rồi ngồi niệm Phật từ 4 giờ sáng cho đến 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi sáng. Rồi sau đó chúng ta đi làm, bắt đầu tiếp xúc vào công việc hàng ngày. Như vậy thì ta vẫn dành khoảng thời gian để niệm Phật. Nhớ lúc niệm Phật đó thì cố gắng thiết tha, chí thành, thành tâm mà niệm. Bên cạnh những việc chúng ta làm, nếu như có khoảng thời gian trống để chúng ta nghỉ ngơi, thì lúc đó chúng ta có thể niệm Phật. Hoặc giả nếu như chúng ta giỏi hơn, thì trong khi ta làm việc, chúng ta biết sắp xếp công việc cho nó ổn định theo thứ tự, và rồi trong khi làm giữ chánh niệm bằng cách là chuyên tâm niệm Phật. Đó là nói những người Phật tử tu thuần thục, tu khéo. Nếu chưa khéo được như vậy thì nhớ Phật lúc nào, niệm Phật lúc đó. Bên cạnh đó có thể học hỏi, tìm hiểu thêm nhiều bài kinh của Đức Phật tốt cho mình. Chúng ta nghĩ rằng đời sống của người Phật tử phải giống với đời sống của người xuất gia. Nghĩ như vậy thì thưa các vị đang tự làm khó, làm khổ. Các thầy ở trong chùa không có nhiều việc để lo, để nghĩ, để làm như quý Phật tử. Trừ những bậc thầy tham gia công tác của giáo hội, trừ những bậc thầy gánh vác công việc của già lam tự viện, hoặc là viện chủ, hoặc là trụ trì, hoặc là trí sự, thì những bậc thầy này có nhiều việc để làm, nhưng các ngài làm với tâm chánh niệm và làm vì lợi ích cho đạo, cho đời, cho chúng sinh, không bao giờ để tâm tạp niệm. Còn Phật tử thì chúng ta có ngàn thứ để lo nghĩ. Chúng ta là chồng, chúng ta phải nghĩ đến vợ, nghĩ đến con. Chúng ta là ông bà, chúng ta cũng nghĩ đến con, nghĩ đến cháu. Chúng ta là con thì cũng phải nghĩ bổn phận trách nhiệm của chúng ta đối với cha mẹ, vân vân và vân vân. Nhiều thứ để lo, để nghĩ thì không thể nào chúng ta giữ được câu niệm Phật từ sáng đến chiều được. Khó lắm, hiếm lắm. Như vậy thì tu niệm Phật rất tốt. Bên cạnh đó tụng thêm kinh rất tốt, trì chú cũng rất tốt, không sao cả. Miễn trong công việc của mình làm sao giữ tâm mình cho chân chánh, đừng phạm phải sai lầm và đừng tạo gây những điều tội lỗi. Đó đã là tốt lắm rồi, đó là tu khéo lắm rồi. Phật tử mình nên nhớ như vậy nghe. Đừng có nghe người khác nói để rồi mình hoang mang, mình sợ hãi, mình tu không được, tội nghiệp. Câu hỏi thứ hai, Phật tử Quán Tịnh hỏi là: nói tới tâm an thì con cũng không rõ tâm là gì, tâm ở đâu? Mấy hôm nay chúng con được đọc bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm dịch nghĩa của cư sĩ Tâm Minh, càng đọc càng rối, không hiểu được nào là thân và tâm. Không phải là hai, cũng không phải là một. Tâm không ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở giữa. Có những từ rất là khó hiểu. Tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần. Nghĩa là tiền trần là gì? Kính xin Thầy giảng giải để chúng con được hiểu rõ hơn. Sao câu hỏi khó vậy? Hỏi vậy biết đường đâu trả lời. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh mà Đức Phật nói cho những bậc Bồ Tát nghe, những bậc
thánh tăng nghe. Và chúng ta là phàm phu có cơ duyên rất lớn mới được đọc tụng về bộ kinh này. Bộ kinh này Đức Phật chỉ thẳng vào tâm. Như vậy thì câu hỏi ở đây là tâm và thân là cái gì? Ở mặt cạn chúng ta thấy thể xác này, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh này, 6-70 kg, 4-50 kg này, nó là thân. Vậy thì tâm ở đâu? Tâm ở trong thân. Rồi mổ cái bụng ra tìm tâm, tâm nằm chỗ nào, hình dáng nó ra làm sao? Câu hỏi tâm ở đâu đó không ai có thể chỉ được, không ai có thể chỉ được. Nhưng chúng ta có thể hiểu được tâm và định nghĩa tâm nó như thế nào theo những cái cách mà chúng ta đã được học và ứng dụng bằng những phương pháp để quay trở lại tâm của mình. Những phương pháp đó là gì? Là quán niệm về hơi thở, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là tụng kinh, hoặc là tọa thiền. Đây là những phương pháp mà cốt lõi là chúng ta nương những phương pháp đó để trở về sống với tâm của mình. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có kể về một đoạn mà Lục Tổ Huệ Năng lúc bấy giờ còn là cư sĩ, ngài nhận lãnh được y bát từ Ngũ Tổ rồi đó, thì ngài trốn ở trong rừng, sống 6 năm trong rừng, chung sống với những người thợ săn. Đến một hôm ngài thấy cơ duyên chín mùi, cần phải bước ra khỏi khu rừng này để khai triển đạo pháp, để đem pháp thiền tông giảng dạy chỉ bài cho chúng sinh hữu duyên. Thì lúc ngài đến ngôi chùa kia thì chùa đang tổ chức một cái lễ rất là lớn, treo cờ phướng linh đình. Lúc đó có một cái lá phướng nó bị gió lay động. Có hai thầy ngồi mới nói chuyện với nhau. Thầy kia thì ngước mặt lên nhìn lá phướng nó lay, thầy mới nói là phướng động. Thầy ngồi bên cạnh không chấp nhận, mới nói rằng gió động chứ không phải phướng động. Ông này lại chống chế, không, gió không động mà phướng động. Thế rồi hai thầy từ cái nói rất nhỏ cho đến lớn tiếng với nhau chỉ vì phướng động và gió động. Lúc đó Lục Tổ bước tới, Lục Tổ nói: phướng không động, gió không động, mà tâm của hai nhân giả đang động. Như vậy thì ở đây tiền trần là gì? Là cái mắt có thể thấy bằng những hình sắc xanh vàng đỏ trắng, là những ngôi nhà lớn nhỏ, là những con đường, là những cảnh thơ mộng hay là những cảnh uế trược. Tai có thể nghe những tiếng im dịu, những lời ca, những tiếng chê, những lời tân bốc, những lời nịnh nọt, vân vân. Thân có thể xúc chạm với mọi thứ im dịu khô cứng. Tất cả mọi cái bên ngoài đó gọi là tiền trần, còn có thể gọi nó là cảnh trần. Cảnh trần. Sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy sáu căn là thân, còn sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là trần. Tâm ở đâu? Tâm ở ngay chỗ thấy, nghe, hiểu biết này mà nhìn nhận được tâm. Như gió, chúng ta có thấy được gió hình tướng ra làm sao không ạ? Không. Nhưng nếu mở cái quạt chúng ta thấy mình mát, lá cờ nó lay động, hoặc là tóc chúng ta bay bay theo chiều gió, ta biết là có gió. Cũng vậy, trong cái mắt thấy, trong cái tai nghe, trong cái ngửi nếm, chúng ta thấy được tâm. Nhưng mà ở đây Minh Thiền nói là tâm, chứ vốn dĩ theo di thức học nó được gọi là thức. Thức tức là những thứ chạy theo để phân biệt, để chia chẻ, để đúng, để sai, để xanh vàng đỏ trắng khi căn tiếp xúc với trần.
Khi mắt mình thấy cái đó đẹp, nếu như chỉ thấy thôi, không có khởi động niệm gì hết, thấy biết mình đang thấy, đó gọi là chân tâm để thấy. Đó gọi là chân tâm để thấy. Thấy biết đẹp, biết xấu, và rồi tác ý khởi niệm khen và chê, thì cái này trong duy thức gọi là thức có mặt, thức phân biệt, chứ không phải là tâm. Vậy thì tâm là cái ban sơ, là cái bình lặng, là cái nhẹ nhàng trong sáng, không hề có một mãi trần ý niệm, cái đó gọi là tâm. Còn cái khởi lên vọng niệm đẹp xấu, hơn thua, xanh vàng đỏ trắng, được mất, cái đó gọi là thức. Vậy thì bây giờ Phật tử hỏi tâm ở đâu? Minh Thiền nói rằng trong cái thấy bình lặng để thấy, đó là đang sống với tâm. Tâm là cái để mình sống được, chứ không phải là cái để mình thấy. Cái mình thấy không phải là mình. Minh Thiền thường nói, Minh Thiền thấy chậu hoa này thì chậu hoa không phải là con mắt. Còn nếu Minh Thiền mà thấy được con mắt của mình thì cái con mắt đó không phải của mình nữa. Vì vậy tâm cũng vậy, tâm là cái để mình hòa nhập, mình sống, chứ không phải là để mình thấy được tâm. Phật tử nhớ như vậy. Như vậy, ngay cái thấy mà bình lặng để thấy, an yên để thấy, thì như vậy là đang sống được với chân tâm. Dùng chân tâm để nhìn trần cảnh. Trong cái nghe mà không phân biệt khen chê, không phân biệt đúng sai, không phân biệt phải trái, thì như vậy là trong cái nghe, nghe bằng chân tâm, dùng chân tâm để nghe âm thanh sắc tướng của trần. Cũng vậy, nơi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần mà bình lặng, mà an yên, mà thư thả, mà nhẹ nhàng, thì gọi là sống cùng với tâm. Còn nếu khi tiếp xúc, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm mà loạn động, mà phân biệt, mà đúng sai, mà buồn giận, mà ghét thương, thì không sống được với tâm. Như vậy thì trả lời sơ sơ như vậy nghe, chứ còn hỏi tâm ở đâu nữa thì không biết đâu mà chỉ. Không biết đâu chỉ. Ngày xưa có một vị Đả Địa Thiền Sư. Tại sao Ngài được gọi là Đả Địa? Ai đến hỏi Ngài Phật ở đâu, tâm ở đâu, đại ý của Phật Pháp là gì? Tổ sư đến Trung Hoa này nhằm ý chỉ gì? Thế ai hỏi câu nào là Ngài bên cạnh đó, Ngài có một cái cây gậy đó, cái Ngài ngồi Ngài đập xuống đất, đập xuống đất cạch cạch cạch, rồi Ngài im ru không trả lời. Cái một hôm ông thị giả là người hầu cận bên thầy thấy lạ, tăng hay tục đến hỏi thầy mình, hỏi câu nào thầy cũng cầm cái gậy đập xuống đất. Thế là ông hôm đó ông lén lén ông giấu cây gậy đi, ông giấu cây gậy của thầy mình đi, cái ông bước ra ông quỳ xuống ông mới nói: bạch thầy, để xin thầy chỉ cho con thế nào là Phật. Cái ông thầy ông mò mò kiếm cây gậy không có, cái ông ngồi ông hả họng nhìn. Ông thị giả không hiểu gì hết. Nhưng thưa với các vị, có những bậc căn cơ cao đó, tâm Phật hay là tánh giác của mình nó vượt thoát khỏi ngôn ngữ, không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được tâm. Bởi vì đó là cái vô hình mà mình đem cái hữu hình, đó là cái vô hạn mà mình đem cái hữu hạn để diễn đạt, để chỉ bài, thì không thể chỉ bài được. Cho nên đó là cái tự chúng ta nỗ lực tu để rồi chúng ta sống được, chúng ta tự thể nghiệm lấy nha, tự thể nghiệm lấy. Cho nên mai mốt ai hỏi về tâm, ai hỏi về Phật, thầy Minh Thiền cứ ngồi cười là xong. Câu thứ ba là Phật tử trước tiên là phải quy y Tam Bảo và lãnh thọ năm giới cấm. Phật tử tự nguyện là phải tự nguyện. Người còn sống thì tu tập rồi cố gắng giữ tròn từ 1 đến 5 giới. Con được biết khi người đã chết, gia đình xin quy y cho hương linh người chết.
Vậy thì người chết làm sao giữ được năm giới cấm? Có cần thiết phải quy y cho người chết không? Kính mong Thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy Pháp Thể Kinh An luôn là thiền trưởng tài ba dẫn dắt chúng con trên đường tu học tìm về bến giác. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng là ba câu hỏi là ba câu khó. Quảng Tịnh ghét Thầy lắm phải không? Cho nên cố tình hỏi mấy câu khó này để Thầy bí không biết đường trả lời chứ gì. Thưa với đại chúng thế này, ở chùa Đức Hòa của chúng ta đó, một tháng như vậy thì mình quy y cho khoảng 3 đến 40 hương linh, có khi nhiều hơn nữa. Quy y cho hương linh tức là những người họ khi còn sống họ không được quy y, nhưng khi họ chết rồi đó thì họ được người thân, người thương là cha mẹ hoặc là vợ con hoặc là anh chị em đưa họ về chùa để thỉnh quý Thầy làm một cái lễ quy y cho họ. Thầy chưa trả lời Phật tử ở cái chỗ là người chết có được quy y, có lãnh thọ năm giới hay không. Nhưng chúng ta nhìn ở mặt tích cực, tức là những người còn sống là người thân, là người thương, đang nhớ thương về người đã mất, đang lo sợ người mất sẽ tái sanh vào cảnh giới không lành. Thế cho nên muốn quý Thầy quy y cho hương linh, cái tâm niệm của người còn sống đối với người chết là muốn cho người chết được nương nhờ cái ơn đức của Phật để được siêu thoát những cái cảnh giới đau khổ, để tái sanh về những cảnh giới an lành. Vậy thì tâm tình của người sống khi làm cái việc là cầu thỉnh chư Tăng quy y cho người mất, đó là tâm tình rất tốt. Chúng ta phải thấy cái điểm này là tâm tình rất tốt, cần phải tán dương, cần phải ca ngợi. Còn vấn đề người chết có được quy y, có được giữ giới và giữ trọn vẹn hay không thì phải coi nghiệp lực của người đó như thế nào. Một chúng sinh mang trọng tội khi chết đi tái sanh liền vào cảnh giới khổ, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sinh. Nếu đã tái sanh vào trong cảnh giới của địa ngục, đã tái sanh vào trong cảnh giới của ngạ quỷ, đã tái sanh vào trong cảnh giới của súc sanh, thì có hai cảnh giới là có thể nương nơi phước đức mà thức tỉnh, đó là cảnh giới địa ngục và cảnh giới của ngạ quỷ. Còn nếu như đã tái sanh về cảnh giới của súc sinh thì hương linh đó không nhận được pháp quy y và không thể thọ giới. Bởi vì khi họ chết đi, họ tái sanh, họ đầu thai làm con heo, con bò, con chó liền, thì họ đâu cái thần thức đâu còn để nghe. Nếu như một chúng sinh trong địa ngục hay là một chúng sinh trong cõi ngạ quỷ, nếu như có chút phước duyên với Tam Bảo thì nhờ cái định lực của chư Tăng hiện tại chú nguyện và nhờ từ lực của Tam Bảo thì có thể đem cái năng lượng yên bình này để đánh thức họ. Nhưng mình nói theo quan niệm của cá nhân đó là chi bằng còn sống thì nên đến chùa quy y đi, nên đến chùa học Phật đi. Đừng sống một đời lầm lũi không biết Phật là gì, đợi đến ngày chết rồi người thân làm giùm mình đó thì cái phước lành, cái kết quả nó ít lắm, nó mỏng manh như sương khói thôi, không chắc gì mình có thể nhận được kết quả. Vì vậy mà khuyên nên tự ta phải tạo phước lành, tạo phước đức cho chính bản thân ta bằng cách là phải hướng về quy y Tam Bảo, bằng cách để thực hành năm giới cấm, để trong đời sống của chúng ta có được đạo đức, có được phước lành tốt hơn. Còn giá như nếu như những người thân của mình mà khi sống họ không có duyên á, thì khi mất đi Phật tử cũng nên làm cái này thì kết quả nó có được như ý ta muốn hay không như ý ta muốn thì chúng ta vẫn đang tạo được chút phước duyên cho người mất, tạo chút phước duyên cho người mất. Và điều đáng trân trọng hơn đó là cái tình ta dành cho người mất,
người đã mất nhưng tình ta vẫn giữ cho họ. Đó là cái điều rất cao đẹp. Qua ba câu hỏi thì Thầy xin tán thán cái thấy, cái hiểu của Phật tử. Vì nhờ ba câu hỏi này mà cung cấp cho Thầy một số kiến thức. Cung cấp cho Thầy thêm những cái hiểu biết mà đôi khi chính bản thân mình, nếu như Phật tử không hỏi thì mình không có cơ hội tìm tòi. Thực ra trong cái câu hỏi của Phật tử Quảng Tịnh á, thì Phật tử gửi cho Minh Thiền cách nay là gần 2 tháng rồi. Nhưng rồi nhờ câu hỏi này mà mình mới cầm cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm để mình nghiền nát nó. Mình đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui để coi tâm là cái gì. Chứ nếu như mà Phật tử không gửi cái câu hỏi này, mình không có cơ hội để đọc. Xin thưa là cũng may là Quảng Tịnh gửi cái câu hỏi này, thời gian khoảng 2 tháng mình có cơ hội đọc đi đọc lại để tìm câu trả lời. Chứ còn không không ngang nhiên mà đưa lên đây là ngồi cứng họng ngay, biết đường đâu trả lời. Cho nên cũng xin cảm ơn Phật tử Quảng Tịnh cho mình cái cơ hội để nghiên cứu tìm tòi những bài kinh của Đức Phật mà vốn dĩ trước đó mình đã từng đọc nhưng rồi mình lãng quên. Xin chân thành cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.